dơ bụi cây rồi. Dạ em xin chào toàn thể bà con. Hôm nay có một cái chiếc xe này của bà chị ở trong bãi. Bà muốn bán lại cái xe này để đổi xe ô tô để đi, nên quay review lên cho những ai có nhu cầu mà mua xe này về đi chợ đồ lanh quanh nhà thì liên hệ với bên em. Dạ xe này hiệu Biago, đăng ký lần đầu 20 tháng 9 năm 2010. Xe này biển số thành phố. Cái xe này màu sơn vàng, nhưng mà cái nước sơn này á, là cái sơn màu xanh chuối. Cái này sơn này không có rin đâu. Xe này sơn lại rồi. Màu này sơn lại rồi. Màu vàng cũng được mà xanh cũng là nó luôn. Xe này bà chị bà chạy cũng có té rồi. Nè quay gần lại chỗ này nè em. Có sao em quay vậy luôn. Đây nè, cái xe này là té nè, sốt cản hết trơn nè. Nó hở nè. Nhưng mà cái này là dạng như té là nó tày thôi, nhẹ không có sao hết á. Dưới nó nặng là nó bể hết rồi. Đây trong cái màn vàng này chắc sơn này có thể là sơn rin nè. Cái màu nó khác không ngoài. À, bên thùng xe nè. Thùng xe này nó cũng bị xước rồi nè. Lòi cái bột matit vàng ra nè. Cái này thợ sơn lúc trước á, sơn nó chát nhiều quá. Dày lắm. Đây cũng xước nó nè. Đèn này cũng cũ rồi. Cái này để xài đỡ thôi. Cái này chắc cũng còn cháy thôi chứ nó không có đẹp đâu. Bên đây thì còn đẹp hơn bên kia. Nó đây nó cũng bể nè. Đây nữa nè. Này nó bị bể nè. Cái vỏ này cũng còn được thôi. Mòn hết rồi. Bên đây nó nứt hết rồi. Em quay cái gầm luôn đây. Coi coi có mục không. Xe này xe máy chứ gầm không đến nỗi mục đâu. Tại vì người ta đi về người ta rửa được á. Để em test mấy cái phần động cơ coi sao. Nổ ta. Xe này thì máy nó còn chạy được. Cũng hơi ồn. Cái này chắc nữ đi thôi. Con trai chạy xe này mắc cười lắm. Đó em quay dầm thôi. Tại không đòi nó mạo hiểm, không dám ra đường. Xe này công an bắt rồi. Phạt em chết. Em mở cốp ra review ra trong đây đựng được cái gì không. Xe này cốp cũng rộng lắm. Cái này ví dụ mình đi chợ thì mình mua rau á, mình cột ở ngoài đây. Ở trong đây thì mình để trứng hay là thịt gì á. Da này cũng bọc lại luôn rồi nè. Da này không phải là da rin của ghế đâu. Trong đây này cũng hơi xét xét nè. Nó cái này về sơn lại tí là được rồi. Cái này là trong đây là cái nước giải nhiệt. Cái nắp này là nước giải nhiệt của xe. Để coi ô đô của xe luôn. Mấy xe này chắc không ai tua đâu. Xe này chạy được nhiêu đây nè. Cái này thợ sơn lúc trước sơn lem vô tới đây luôn nè. 26.000 cây. Ừ. Cái này mà về ai mà mua mà chạy là phải gắn cái kiến này vô chứ không công an bắt. Để coi càng kêu không. Càng cũng vẫn còn kêu. Thôi review vậy thôi. Hãy subscribe.
review xe.